tay hoặc chân chậm mà người vẫn nổi là lúc đó nó học bơi thành công. Giờ nó bơi là trong sự hoảng loạn, không có tự nhiên. Thôi bây giờ tôi thả tụi con nè, thả tối rồi, thả nè, bình tĩnh chưa? Bơi nào, giờ đó rồi, cái này sao, cái này đi bên tiêu nào. Ê. Nguyện cầu 3.000 năm của quý vị mà em đã đến đây.